xin chào tất cả các bạn. Mình là Hoàng Kim Ngọc, là chủ của thương hiệu Laco, một thương hiệu chuyên về các sản phẩm thiên nhiên và hữu cơ. Khi mà chúng ta mua một sản phẩm làm đẹp nào đó thì chúng ta đều rất kỳ vọng rằng là mình sẽ được đẹp lên, giống như là những cái lời quảng cáo hay là những cái hình ảnh của các cô người mẫu. Khi mà chúng ta xem hình, hoặc là ít nhất thì làn da của chúng ta cũng phải được cải thiện, sáng hơn, trắng hơn, hồng hơn, giảm mụn, giảm thâm, giảm nám, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà chúng ta mua những sản phẩm đó về thì chúng ta sử dụng và chúng ta cảm thấy rằng là nó không như những cái gì mà mình kỳ vọng và tưởng tượng. Thậm chí là làn da của mình còn có những cái biểu hiện tồi tệ hơn, ví dụ như là lần sần này, rồi đỏ ửng này, rồi mọc mụn này, và thậm chí là còn lần sần hơn rất là nhiều so với lúc mà chúng ta chưa dùng sản phẩm. Vậy thì có cái điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây? Có thể là do sản phẩm, nhưng cũng có thể là do quy trình của chúng ta chưa tốt. Vậy thì chúng ta sẽ cần lưu ý số 1 của Ngọc đối với mọi người, đó là chúng ta luôn luôn phải test cái khả năng kích ứng của sản phẩm đối với làn da của mình. Bất cứ một sản phẩm nào cũng không bao giờ đáp ứng được 100% người dùng. Đây là sự thật. Ngay kể cả khi bạn mua những sản phẩm cực kỳ đắt tiền của thế giới hay là của một cái brand rất nổi tiếng thì chúng ta cũng cần phải test trên cái làn da của mình. Giống như là trong tự nhiên thôi, chúng ta ăn tôm, ăn cua, đúng không ạ? Đó là một cái sản phẩm rất là lành tính. Thế nhưng cũng có những người bị kích ứng với con tôm hay là với những cái sản phẩm từ tự nhiên, ví dụ như Ngọc chẳng hạn. Có rất là nhiều người ăn nhộng thì không sao, nhưng mà riêng Ngọc mà ăn con nhộng thì thôi, coi như là nó sẽ bị kích ứng và người mình sẽ bị khó thở và lập tức phải đưa đi cấp cứu. Thì có nghĩa rằng là bất cứ một cái thành phần nào trong tự nhiên cũng có thể gây kích ứng, chứ không phải là khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm an lành, một cái sản phẩm thiên nhiên hay organic thì chúng ta sẽ không bị kích ứng. Vậy nên khi mà mua bất cứ một sản phẩm nào mới sử dụng lần đầu tiên thì chúng ta cần đó là phải test cái khả năng kích ứng của bản thân với cái sản phẩm đó ra làm sao. Vậy thì có thể cách test như thế nào? Một, đó là chúng ta có thể test ra cái phần phía mặt trong của cái cổ tay của mình, vì đây là một phần rất là nhạy cảm đó. Hoặc là thứ hai, đó là chúng ta có thể test chính xác nhất, đó là chúng ta test với cái vùng da nhỏ ở trên cái góc má này của mình. Một vùng da rất là nhỏ thôi, ví dụ như là bạn hôm nay bạn mới sử dụng một loại kem dưỡng mắt hay là một kem dưỡng ban ngày, ban đêm gì đó trên làn da của mình, hoặc là thậm chí là kể cả là tẩy da chết hay là sữa rửa mặt mới sử dụng, thì chúng ta không nên lập tức háo hức vã thẳng lên mặt quá nhiều, mà chúng ta cần test với một vùng da rất là nhỏ ở góc mặt mình thôi, để xem là mình có bị kích ứng với bất cứ thành phần nào của sản phẩm này hay không nhé. Số 2 vô cùng quan trọng, đó chính là làm sạch. Nếu như làn da của chúng ta mà không được làm sạch thì tất cả những công lao mà chúng ta dưỡng da vứt hết. Vì sao? Khi mà làn da của chúng ta có quá nhiều tế bào chết cũng như là các lỗ chân lông mà bị bít tắc ấy, thì nó sẽ không hấp thụ được dưỡng chất. Thậm chí là khi mà chúng ta cung cấp quá nhiều dinh dưỡng vào làn da thì nó sẽ trở thành một cái môi trường cực kỳ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến sinh ra mụn. Vậy nên khi mà các bạn mua một sản phẩm dưỡng da, và đặc biệt là những cái dạng tinh chất dưỡng da ban đêm hoặc là ban ngày, thì chúng ta cần phải lưu ý đó là cái bước làm sạch của mình phải rất cẩn thận. Nếu không thì cái khả năng mọc mụn sẽ rất là cao. Và cái khâu làm sạch thì chúng ta cần phải lưu ý những gì? Có 4 bước nguyên lý bất di bất dịch, dù bạn có sử dụng bất cứ một thương hiệu nào đi chăng nữa thì cũng cần tuân thủ theo những cái điều này nhé. Một, đó chính là tẩy trang. Số 2, đó là sữa rửa mặt. Số 3 là tẩy da chết. Và số 4, đó chính là cân bằng độ ẩm với toner. Thì 4 cái bước này á, Ngọc sẽ làm thành từng 4 cái video rất là chi tiết để hướng dẫn cho mọi người xem là với cái làn da của mình thì nên sử dụng như thế nào và sử dụng như thế nào là đúng. Còn trong video này thì Ngọc sẽ nói chung cho mọi người hiểu rằng đó là cái khâu làm sạch là một cái khâu vô cùng quan trọng. Khi mà bạn muốn vẽ vời một cái bức tranh hay là vẽ một cái gì đấy thì cái giấy nó phải rất là trắng, đúng không ạ? Nó không phải có những cái dư thừa tồn đọng ở trên cái làn da của mình. Mình không thể vẽ một bức tranh lên tờ giấy than được, đúng không? Và cái yếu tố số 3 vô cùng quan trọng, đó chính là chế độ sinh hoạt. Chúng ta không thể nào phụ thuộc vào một cái lọ kem dưỡng hay một cái sản phẩm dưỡng nào đó mà với một cái chế độ sinh hoạt rất là bừa phứa mà chúng ta lại mong muốn rằng có một cái làn da cực đẹp. Nếu như bạn thường xuyên thức khuya, nếu như bạn thường xuyên ăn đồ cay nóng, nếu như thường xuyên bạn tăng sông và lên cơn điên đó và hay bị stress thì rất có thể làn da của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc là chúng ta có những cái sự thay đổi trong nội tiết, ví dụ như là sau sinh này, hay là đến gần đến chu kỳ kinh nguyệt này, hay là chúng ta đang điều trị và sử dụng thuốc, thì cũng có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái làn da của mình. Vậy nên là ngoài cái việc là chúng ta đắp tiền vào cái thứ bên ngoài này, chúng ta cũng cần phải bồi bổ vào những cái thứ bên trong, ví dụ như là đó là luôn vui vẻ, yêu đời, ăn những cái chế độ dinh dưỡng thật là nhiều rau xanh
và uống nhiều nước. Cái uống nhiều nước này thì hầu hết chúng ta đều mắc phải, đó là mọi người uống quá ít nước nên là cái làn da của chúng ta nó sẽ không mọng được mà nó cứ bị khô khan, khô cằn. Nên là nước là một cái thứ rất là rẻ và rất là dễ kiếm mà chúng ta có thể cấp vào bản thân chúng ta để có thể đẹp lên nhanh chóng, đó là nước. Và cái yếu tố 4 đó chính là tác động cơ học. Cái này thì chúng ta đều rất lười. Bởi vì sao? Vì hầu hết là chúng ta sẽ làm mọi thứ rất là qua quýt, chăm sóc làn da phát là đập, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không dành thời gian để massage cũng như là cho cái kem nó thực sự thẩm thấu hết, tận hưởng những cái gì mà chúng ta đang đắp lên trên làn da của mình. Và cái tác động cơ học nó rất là cần thiết, vì khi mà chúng ta đắp lên á là đắp lên cái lớp thượng bì, đúng không ạ? Và chúng ta muốn nó thẩm thấu sâu xuống cái lớp trung bì và hạ bì thì cần có một cái tác động cơ học để giúp cho những cái mạch máu được lưu thông cũng như những dây thần kinh của chúng ta được kết nối tốt hơn và thẩm thấu ngon lành hơn. Thì chúng ta sẽ cần phải có một số những cái động tác massage cho từng vùng trên cái khuôn mặt của mình. Cái này thì Ngọc sẽ làm một cái clip riêng để giúp cho chúng ta biết cách chăm sóc cái làn da của mình bằng phương pháp cơ học. Nhưng và yếu tố số 5 đó chính là lựa chọn thương hiệu. Tất cả những thương hiệu trên cuộc đời này thì sẽ đều nói rằng là sản phẩm của tôi rất tốt, sản phẩm của tôi rất tuyệt vời, có nhiều người sử dụng cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ biết lựa chọn theo tiêu chí nào đây? Đầu tiên đó chính là uy tín của cái thương hiệu đó. Thương hiệu đấy đã được ra đời được bao nhiêu lâu rồi và triết lý của cái brand đó như thế nào và có đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hay không? Yếu tố số 2 đó chính là sự phù hợp. Có rất nhiều thương hiệu có người nổi tiếng sử dụng này, rồi được rất nhiều người ca ngợi về sản phẩm đó, cũng như là nó là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng, nhưng khi mà mình sử dụng thì nó lại bị kích ứng hoặc là nó sẽ không được đẹp như những gì mình kỳ vọng. Vậy thì nó còn liên quan tới yếu tố phù hợp nữa, và cái này thì nó thuộc về may mắn. Và chúng ta chỉ nên tin vào những cái trải nghiệm của bản thân, không nên quá tin nhiều vào những cái quảng cáo, vì mỗi người sẽ có một cơ địa khác nhau và chúng ta cần lựa chọn những cái thứ nào thực sự phù hợp với mình. Với 5 cái tiêu chí lần lượt mà Ngọc vừa chia sẻ thì ít nhất là chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm nào đó trong cái vấn đề về làm đẹp rồi, đúng không nào? Và hẹn mọi người ở một cái video tiếp theo, Ngọc sẽ chia sẻ review cẩn thận tỉ mỉ hơn để chúng ta có thể hiểu được cái cách chăm sóc làn da một cách đúng đắn và hiệu quả nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.